Ở nước ta hiện có hơn 1 triệu cặp vợ chồng bị hiếm muộn. Thông tin này vừa được công bố bởi Hội Nội tiết Sinh sản và Vô sinh. Trong khi đó thì việc trang bị kiến thức về sinh sản ở người trưởng thành là rất kém. Nghiên cứu dịch tễ vừa được Bộ Y tế thực hiện cho thấy có 7,7% các cặp vợ chồng ở Việt Nam bị hiếm muộn, cần khám và điều trị. Đại diện Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Đại học Y Hà Nội tiến hành nghiên cứu trên 14.300 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, từ 15 đến 49 tuổi ở 8 tỉnh đại diện cho 8 vùng sinh thái của Việt Nam, cũng cho thấy tỷ lệ vô sinh nguyên phát trong các cặp vợ chồng rất cao, hơn 3,9% và vô sinh thứ phát là 3,8%. Trong khi đó, Tổng cục Dân số cho biết tỷ lệ sinh giảm đều trong vòng 2 thập kỷ qua khiến cho dân số Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa. Điều đáng nói là trong khi 85% phụ nữ khát khao làm mẹ nhưng đa phần thiếu kiến thức sức khỏe sinh sản, còn 56% nam giới không biết mình bị vô sinh dù họ vẫn xuất tinh trùng.